Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Mùa Mùa 3 online cập nhật với các tin tức mới nhất về an ninh trật tự. Sáng nay ngày 4 tháng 4, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 85 đồng phạm. Phiên tòa tiếp tục phần nói lời sau cùng của các bị cáo trước khi hội đồng xét xử nghị án. Tại tòa, bị cáo Trương Huệ Vân, cựu tổng giám đốc Vạn Thịnh Phát, cháu gái bà Trương Mỹ Lan, bị cáo Chu Lập Cơ, cùng các bị cáo khác đều bày tỏ mong muốn hội đồng xét xử xem xét lại mức án khoan hồng để sớm trở về với gia đình và có cơ hội sửa sai. Trước đó vào chiều muộn ngày hôm qua là người đầu tiên nói lời sau cùng, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết bản thân là người duy nhất phải đối diện với hình phạt cao nhất, cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội trong vụ án, nhưng dù vậy bị cáo vẫn giữ vững niềm tin và hy vọng. Đây là phiên tòa thượng tôn pháp luật khách quan, bị cáo Trương Mỹ Lan xin tòa xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho chồng, cháu gái và giảm nhẹ hình phạt cho một số bị cáo dù phải đối mặt với án tử nhưng bị cáo và gia đình cam kết sẽ khắc phục hoàn toàn hậu quả của vụ án cũng trong phiên xét xử chiều ngày hôm qua, nhiều bị cáo được đề nghị giảm án, mức giảm từ 1 đến 2 năm tù. Bị cáo được đề nghị giảm án nhiều nhất là Trương Huệ Vân, được đề nghị giảm mức án từ 19 đến 20 năm xuống còn 17 đến 18 năm. Bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan cũng được đề nghị giảm mức án từ 11 12 năm xuống còn 10 11 năm tù. Nguyễn Cao Chí cũng được giảm án từ 10 11 năm xuống còn 9 đến 10 năm tù. Một số bị cáo khác cũng được giảm án từ 1 đến 2 năm tù so với mức án được đề nghị trước đó cũng trong ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, tòa nhân dân cấp cao thành phố xét xử phúc thẩm vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do Nguyễn Phương Hằng và bốn đồng phạm thực hiện. Trước đó bốn bị cáo Đặng Anh Quân, Huỳnh Công Tân, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và hai người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là Đinh Thị Lan và Đặng Thị Hàn Nhi có đơn kháng cáo. Hội đồng xét xử đã triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam đang chấp hành án tù và dù không có kháng cáo đến phiên xử để làm rõ một số tình tiết của vụ án. Tại phần thủ tục, bà Đinh Thị Lan đề nghị đổi một thành viên trong hội đồng xét xử vì cho rằng thẩm phán này gây khó dễ cho bà. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu của bà Lan. Trước đó vào tháng 9 năm 2023, tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù, Đặng Anh Quân 2 năm 6 tháng tù, ba đồng phạm Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân cùng 1 năm 6 tháng tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Phiên tòa phúc thẩm dự kiến sẽ kéo dài 2 ngày, mùng 4 và mùng 5 tháng 4. Liên quan đến vụ việc phạm nhân Mai Văn Đệ sinh năm 1991, quê ở huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định đang chấp hành án tại phân trại số 2 trại giam số 5 Bộ Công an đóng trên địa bàn huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Đến 16 giờ 15 phút chiều ngày hôm qua mùng 3 tháng 4, đối tượng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Hà Đông. Sau khi trốn khỏi trại giam, ngày mùng 2 tháng 4, đệ di chuyển đến địa bàn xã Hà Đông, huyện Hà Trung, rồi bắt xe taxi để tiếp tục bỏ trốn. Khi đến cây xăng Hà Đông, huyện Hà Trung, đối tượng đã lợi dụng sơ hở lúc lái xe taxi dừng xe để đổ xăng không tắt máy, tự điều khiển chiếc xe và di chuyển dọc tuyến quốc lộ 217 theo hướng Hà Trung đi Vĩnh Lộc. Khi di chuyển đến khu vực giáp danh giữa xã Hà Đông và xã Hà Lĩnh, đối tượng bỏ lại xe ở ven đường và tàu thoát. Tiếp nhận thông tin, công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động tối đa lực lượng phương tiện phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các tổ tuần tra và chốt chặn khu vực nghi đối tượng đang lẩn trốn, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội để người dân biết cảnh giác, tố giác và hỗ trợ lực lượng chức năng truy bắt đối tượng. Đến 16 giờ 15 phút ngày 3 tháng 4, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với trại giam số 5 Bộ Công an đã khống chế bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn tại khu vực quả đồi thuộc địa bàn xã Hà Đông. Hiện đối tượng đã được di lý về cơ quan công an để tiếp tục điều tra xử lý. với hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh vĩnh long đã khởi tố bắt tạm giam nguyễn hoài phương chú tỉnh kiên giang đang tạm trú tại tỉnh vĩnh long từ tin báo của người dân tiến hành kiểm tra ngôi nhà ở ấp An Hòa, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình, công an xã Bình Ninh và cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tam Bình phát hiện một khẩu súng quân dụng và 6 viên đạn thể thao, bị can Nguyễn Hoài Phương thừa nhận súng và đạn là của mình, chiều ngày 29 tháng 3 khi phương đem khẩu súng này đến nhà bạn ở xã Bình Ninh, huyện Tam Bình cất giấu thì bị công an phát hiện. còn tại tỉnh quảng bình lực lượng biên phòng tỉnh vừa đấu tranh chuyên án bắt giữ hai đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ trên khu vực biên giới biển Tối ngày 2 tháng 4 tại khu vực xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới, lực lượng phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với đồn biên phòng Nhật Lệ, đồn biên phòng Lý Hòa phát hiện bắt quả tang hai đối tượng gồm Ngô Thị Mai và Lê Thị Vĩ cùng chú huyện Bố Trạch đang có hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ, tăng vật thu giữ 50 kg thuốc nổ, 50 m dây cháy chậm, 100 kíp nổ, hai xe máy và hai điện thoại di động. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, cơ quan công an phát hiện và thu giữ thêm 4 kg thuốc nổ, 54 kíp nổ và 10 m dây cháy chậm. Hai đối tượng khai nhận vận chuyển số vật liệu nổ nói trên từ xã Nhân Trạch, huyện bố Trạch vào xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình để bán kiếm lời. chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có tính sát thương cao là hành vi vi phạm pháp luật đã và đang bị lực lượng công an đấu tranh xử lý quyết liệt. Cùng với lực lượng công an cả nước, công an tỉnh Thanh Hóa đã đấu tranh khám phá nhiều chuyên án, vụ án, bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng liên quan. Đây là hơn 2.000 dao kiếm, mã tấu và các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ mà Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Hậu Lộc đã phối hợp bắt giữ. Từ những tài liệu thu thập được, lực lượng công an đã bắt giữ 4 đối tượng gồm Trịnh Tuấn Linh, Vũ Hoài Nam, La Văn Chính và Vũ Văn Đức Công chú huyện Hậu Lộc. Còn đây là đối tượng Nguyễn Trần Du, chú huyện Hà Trung, vừa bị công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ ngày 21 tháng 2 năm 2024. Đây là đối tượng cầm đầu đường dây chế tạo, sản xuất, mua bán, tăng trữ vũ khí quân dụng liên tỉnh với quy mô lớn. Quá trình đấu tranh triệt xóa đường dây này, lực lượng công an đã thu giữ một số lượng lớn vũ khí, gồm 15 khẩu súng ngắn, một súng bút tự chế, 13 quả lựu đạn và quả nổ tự chế, hàng nghìn viên đạn, đầu đạn, vỏ đạn cùng các linh kiện, hóa chất để chế tạo vũ khí. Giữa đối tượng hình sự và đối tượng ma túy có mối quan hệ liên quan với nhau thông qua cái việc sử dụng các loại vũ khí và đạn nổ để phục vụ cho cái việc chống trả lực lượng chức năng khi bị bắt giữ. Cái thủ đoạn để che giấu cái hành vi phạm tội của chúng là tình tinh vi phải bằng các biện pháp nghiệp vụ chúng tôi mới bắt giữ chọn đường dây này gồm 4 đối tượng. Cái việc phá thành công chuyên án này thì cũng góp phần là cắt đứt cái nguồn cung cấp cái vũ khí liệu nổ cho các đối tượng trong các băng nhóm tội phạm hình sự, các à, ba đường dây ma túy à, trên địa bàn thì cũng được nhân dân đồng tình ủng hộ. Thời gian qua trên mạng xã hội, các đối tượng tội phạm đã công khai giao bán nhiều loại vũ khí nguy hiểm, các công cụ hỗ trợ và thường được che đậy dưới vỏ bọc vũ khí tự vệ. Đây là những hành vi vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nguy cơ tiếp tay cho tội phạm. Đối với đối tội phạm liên quan đến vũ khí và nổ ấy, là có hình phạt rất là cao nó được quy định cụ thể trong cái điều 34, 35 của Bộ luật hình sự năm 2015 và được sửa đổi bổ sung năm 2017 là mức khung hình khu phạt tù cao nhất là có thể đến từ 15 đến 20 năm hoặc là tù trung thân. Chỉ tính từ tháng 11 năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra làm rõ và bắt giữ hơn 60 vụ, gần 100 đối tượng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thu giữ hơn 50 khẩu súng các loại, hàng trăm vũ khí thô sơ, gần 200.000 viên đạn, vỏ đạn, gần 600 kg thuốc nổ và nhiều linh kiện, máy móc, hóa chất để chế tạo vũ khí. Cùng với đó, lực lượng công an trong tỉnh đã tiếp tục vận động, thu hồi 1050 khẩu súng các loại, 30 quả mìn, lựu đạn, gần 2000 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, linh kiện vũ khí, hơn 2300 viên đạn các loại. Và qua nhờ làm tốt cái công tác tuyên truyền, công tác vận động, công tác thu hồi vũ khí vật liệu cũng như là công tác đấu tranh triệt xóa đối với những cái hành vi tàng trữ, sử dụng mua bán vũ khí vật liệu nổ nên là tình hình mà thanh thiếu niên hoặc các vụ việc xảy ra có sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố thanh hóa thì giảm hẳn. Đặc biệt là không có tình trạng sử dụng vũ khí để mà tham gia đánh nhau gây rối trật tự công cộng. Để chủ động phòng ngừa ngăn chặn những hậu quả có thể xảy ra từ vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ, ngoài sự cố gắng nỗ lực của lực lượng công an. Trong công tác đấu tranh xử lý, cần phải có sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành và quan trọng hơn cả, đó chính là nhận thức và sự tự giác của các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng với tội mua bán phụ nữ. Đối tượng Quan Thị Nhạc, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại thôn Bản Lai, xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Và đối tượng Chu Thị Ân, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại thôn Làng Đài 1, xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, có nốt ruồi cách 2cm trên mép phải. Còn về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ Công an huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định truy nã số 01 ngày 2 tháng 7 năm 2014 đối với đối tượng Nguyễn Hữu Tĩnh, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại số nhà 65 đường Ngô Gia Tự, tổ 10, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, cao 1m72 và có nốt ruồi gần mép phải và đối tượng Hoàng Văn Lân, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại thôn Phan, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, phải nhận quyết định truy nã số 10 ngày 10 tháng 11 năm 2010 của công an huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng. Đối tượng này cao 1m67 và có sẹo chấm cách 0,5cm trên sau đầu lông bài trái. Số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an 069 234 5860 hoặc 069 232 1667 luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện